chân gà có tốt không, sao chú ăn nhiều thế? Cái này các bạn, chân gà thì tốt cái gì, ăn ít thôi các bạn, mà không ăn thì càng tốt, không ăn thì sống lâu. Mà tôi có ăn nhiều đâu, tuần có vài ba cái lúc xem phim, chả lẽ đi luộc đĩa rau rán đĩa đậu để xem cho nó heo thì à? Thấy bảo mắt chanh sẽ ngon hơn, thử nhá. Ngon thật nha, có thêm tí chua chanh vào đỡ ngây ớt hẳn các bạn ạ. Mồm mày thủng à? Vị nó lại cân bằng thế, không biết được. Ủi, nó phải ngon gấp 2 lần đấy các bạn. Da giòn, sụn, giòn, xương ngọt như này mà cũng có ông chê thì tốt. Vị chanh chua trung hòa cái vị đậm, cái vị nồng của chân gà. Thành ra nó rất cân bằng và tôi nghĩ nó sẽ dễ ăn với tất cả mọi người. Thằng nào phát minh được quả vắt chanh chân gà xứng đáng đoạt giải Nobel ở thực. Là miếng coca còn có mấy đứa mõm lông bảo chân gà nghìn năm từ tàu xuất sang mới buồn cười. Chân gà CP nó bán có 20-30 nghìn 10 cái, rẻ thối như thế còn nhập ở Trung ở Nga làm cái gì nữa. Không tin để tôi cắn ra cho các bạn nhìn xương nhé. Xương sụn tủy trắng héo đỏ rực như thế này, không là hàng mới thì là cái gì? Đã thế nó còn được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm số 172/2002 NPTTP. Các bạn không tin nhà nước mình thì các bạn còn tin ai nữa? Chưa kể các ông thử làm sai phạm xem, báo chí nó nhảy vào nó sâu xé ông ngay nguồn sống của chúng nó đấy. Trong các loại chân gà made in Việt Nam, mình chỉ thích ăn của Alisan vì mùi không quá nồng, vị đậm đà không gắt gia vị, chân thì to mút cắn ngập răng rất đã. Nói tóm lại chân gà nó cũng giống như các đồ ăn fast food như khoai tây chiên, gà rán, hamburger gì đấy, rất không tốt cho sức khỏe. Nhớ nhá, không tốt cho sức khỏe nhưng nó tốt cho tinh thần. Ai ăn thì ăn, tôi chỉ có nhu cầu sống đến 80 tuổi thôi. Tôi chả cần sống lâu, tôi ăn. Trong